em biết không? Năm hồi đó anh đang thấy cô đơn, đương ngày lúc em cũng thấy cô đơn. Rồi mình gặp nhau chẳng ai còn cô đơn. Em biết không? Đôi lời nói ở trong trái tim anh đã gìn giữ qua tận mây xuân xanh. Anh yêu em bằng tất cả chân thành. Kể từ lúc em sang nói lời chào, đến nay anh đã thấy yêu em đến điên đầu. Người có hay mà em ơi, nay mình đã lên bờ. Nên trong thì nhớ hơn thật chân cho ông. Em biết không? Và lúc này chúng ta hãy cùng chào đón sự hiện diện của chú rể Ngọc Tuấn, người đàn ông hạnh phúc nhất trong khán phòng ngày hôm nay, bằng những chào ngón tay thật lớn. Thưa quý vị, em biết không, con người nói em giỏi kiểu ngân hà, nên mới lấy được người giống anh nè. Mà thật ra người may mắn là anh nha. Em biết không, ai cũng thấy anh đẹp trai sáng ngời, trung thành với bao người ở bên ngoài. Bờ bên em như trẻ con ở em mời. Kể từ lúc em sang nói lời chào, thế nay anh đã thấy yêu em đến điên đầu. Người có hay và em hỡi, nay mình đã lên bờ. Và lúc này đôi bạn trẻ Ngọc Tuấn và Hồng Oanh đang cùng nắm chặt tay nhau để tiến bước lên với lễ đài sân khấu trong tình yêu thương và hạnh phúc. Họ hạnh phúc, họ rạng người, bởi vì kể từ giờ phút này đây họ đã chính thức có nhau trong cuộc đời, và để rồi cùng chung tay nhau xây dựng một ngôi nhà nhỏ trong một ngôi nhà lớn, đó chính là tổ ấm hạnh phúc gia đình. Và chúng ta hãy cùng chào đón họ bằng những tràng pháo tay thật lớn nữa. Thưa